Đây các bạn nhá, mình có lấy đinh này, cắm ổ điện này, cắm ổ điện này. Điện 220V các bạn nhá, các bạn nhìn thấy chưa? Đây điện nhà mình đang khỏe là 243V này. Đấy, bên này là A này, bên này là W này. Đây mà mình cứ cầm đinh ổ điện này, đây mình đo cho các bạn xem này. Bên này là bên nửa nhá. Đấy mình phải che bóng cho nó tối lại cho các bạn nhìn rõ bút điện nó đỏ này. Đấy. Đấy cứ thế này mình cứ cầm thế này thoải mái. Đây thậm chí mình mới lấy một tí nước ở đây mình té xuống nền cho nó ướt đây. Các bạn nhìn thấy nền ướt chưa? Đấy. Bởi vì mình không quay chân mình thì mình sẽ quay như này, một tay mình cầm cái đinh này. Đấy. Mình cầm chặt cái đinh lại nhá. Một tay mình cầm cái đinh này, một tay mình vẫn xoa cái làn nước, các bạn nhìn thấy chưa? Vẫn đang có điện, điện 230V này, đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, cái điện nó đang đỏ. Các cháu nhỏ nào không bắt chiếc chú nhá, bởi vì tí là chú sẽ nói là tại sao nó không giật. Đấy, các bạn nhá, mình đang cắm bóng sợi đốt nhá. Đây mình rút ra. Mình cắm bóng sợi đốt để mình rút cái bóng điện sợi đốt ra để mình đo cho các bạn nhìn thấy này. Mình đo cả bật đồng hồ vạn năng này. Các bạn nhìn thấy chưa? 231V. Điện nhà mình giờ nó đang khỏe nhá. Điện mình đang khỏe. Đây thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn, những các bạn chưa biết là đây là chiếc máy biến áp cách ly. Đây là chiếc biến áp cách ly, nó có bên cạnh là chiếc ổ áp cách ly. Hai chiếc máy này đều cho ra nguồn điện an toàn, tức là chúng ta có sờ thẳng dây nữa nó không giật. Nhưng mà bên này nó sẽ chiếc máy bên này dòng máy là ổn áp cách ly, nó sẽ lúc nào nó cũng sẽ thăng bằng điện ra, ổn định điện ra là 220. Để chúng ta dùng đồ điện nó đúng tiêu chuẩn điện thì đồ điện nó sẽ được bền hơn, nó hay đồ điện nó ra không bị hỏng vặt các bạn nhé. Thế còn bên này là biến áp cách ly, nó dành cho những nơi điện ổn định, lúc nào nó cũng chỉ lên xuống 5-7V thôi, chẳng hạn nó lên quanh 220V, dưới 230, trên 201 thì các bạn dùng cái này cũng được. Đấy, thì còn đằng trước nó, đây là mình đang cắm đằng trước các bạn xem nhé, đằng trước là mình cắm đang cắm ổ 220 này. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Mình cắm vào cái công tơ này để các bạn nhìn thấy là nó có điện, các bạn nhìn nó rõ. Đằng trước sẽ có ổ 100 và ổ 100 và ổ 220, còn đằng sau máy sẽ có những cái cọc đấu này, đây, giống như cái máy kia. Đằng sau có những cái cọc để chúng ta đấu vào tổng gia đình nhá. Thế còn cái máy này là máy gì thì một số bạn cũng chưa biết đâu, thì mình xin phép giới thiệu qua nhanh thì sau đó mình sẽ review chi tiết và mình sẽ nói về cái nguyên lý của nó, tại sao nó lại cho ra nguồn điện không giật an toàn nhá. Các bạn xem hết video. Và cái máy này thì gồm có 4 chức năng các bạn ạ. Các bạn mua 1 mà được 4. Mua 1 mà được 4. Đấy, từng chức năng một thì tí thì mình sẽ review từng chức năng một. Và cái máy này bên em là đang bán hàng, giao hàng, ship hàng toàn quốc, ship COD các bạn nhé. Các bạn là được quyền kiểm tra hàng rồi test thử điện. Ok, thì thậm chí là các bạn nếu mà các bạn muốn mở máy ra thì cũng mở máy ra. Thì các bạn ok thì các bạn mới phải thanh toán cho bên shipper nhá, chứ không phải là các bạn đọc xem video này mà các bạn phải chuyển hết tiền cho mình sau đó mua từ mù được các bạn. Đấy, mình bên mình là bán hàng uy tín nên là các bạn kiểm tra thoải mái. Còn hàng nguồn gốc xuất xứ là tí nữa mình sẽ giới thiệu sau. Đây bây giờ mình sẽ vừa lấy mình test rồi nhá, một tí nếu các bạn muốn xem mình test kỹ hơn tí giờ mình sẽ thả cả ổ điện này vào cái thau nước này. Đấy, thậm chí là mình hòa một tí muối vào đấy, thao nước này, và mình sẽ cho cả ổ điện tháo thao nước này để mình test cho các bạn xem. Và tại sao tháo thao nước mà nó lại không chập và không giật thì mình cũng sẽ giải thích ở cái đoạn đấy nhá. Các bạn mà chưa biết thì các bạn cứ chờ đoạn sau của video nhé. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác và cho các bạn biết một chiếc máy rất chi là hữu ích, rất chi là hữu dụng. Máy này chúng ta dùng để chúng ta lắp vào đầu nguồn tổng gia đình của chúng ta. Có người điện nhà chúng ta trước khi vào điện nhà sinh hoạt chúng ta thì nó phải qua hết cái máy này, qua hết cái máy này thì rồi nó mới vào điện sinh hoạt nhà chúng ta nhé. Thì để cho ra một người điện nó cách ly, các bạn đây, các bạn nhìn thấy chữ cách ly không? Cách ly có nghĩa là nó cách ly được điện điện lưới và điện sinh hoạt chúng ta thì nguồn điện nó mới an toàn như vậy các bạn. Những cái máy này thì mình có đủ lại công suất nhé, từ 5 kg, 7,5 kg, 10 kg đến 15-20 kg. Giá tiền thì cũng rất chi là phù hợp và tùy theo công suất. Đấy, nó chỉ loanh quanh bằng một cái máy điều hòa chúng ta thôi, nhưng mà nó lại bảo vệ gia đình chúng ta là trọn đời các bạn ạ. Chứ các bạn cũng nhiều lúc các bạn cũng mua vài ba cái điều hòa nhưng có khi chỉ bật một cái thôi, hai cái thôi, còn đấy chúng ta còn mua được. Chứ còn cái này chúng ta coi nó là một cái vật dụng, một cái đồ điện trong nhà thì chúng ta mua nó thì cũng đơn giản thôi, bảo vệ cho các con cái chúng ta mỗi lúc chúng ta đi làm xa nhà này,
đi làm hoặc đi làm ở cơ quan các thứ này chúng ta không để ý được con cái chúng ta, hoặc là nhà cũng người lớn tuổi đấy, tận mã các thứ đấy, rồi trẻ con bây giờ nó hiếu động lắm, chúng ta cứ cho chúng nó chơi ở không gian nhỏ, chúng nó chẳng biết làm gì, chúng nó còn lấy cả những đinh vào yết chọc vào ổ điện đấy. Nhiều trường hợp đã xảy ra ông bà nhà trông mà cháu nhỏ chọc đinh vào ổ điện nó bị tai nạn đấy. Các bạn cứ vào YouTube search thì các bạn sẽ thấy những vụ tai nạn điện nó rất rất chi là nhanh. Và cái máy này thì nguyên lý của nó là hoạt động khác hẳn cái át chống giật các bạn nhá. Át chống giật đấy thì là bên trong át thì chúng ta phải bị giật thì nó mới nhảy, còn cái này thì bản thân điện ra chúng ta cứ sờ vào dây nửa hoặc những cái máy móc bị dò dây nửa hoặc nóng lạnh bị dò ra thì chúng ta cứ tắm vô tư đấy, chúng ta tắm 100 lần 1.000 lần thì nó có khi chẳng sao đâu, nhưng mà 3.000 lần 10.000 lần thì nó lại câu chuyện khác nhá, cái độ rủi ro nó sẽ cao dần. Còn cái át chống giật mình nói tại sao nó lại không được an toàn tuyệt đối, bởi vì cái át chống giật tí là mình sẽ show cái ảnh màn hình lên, tức là có vài video thì mình cũng bổ ra cho bạn xem đấy. Át chống giật thì bên trong nó có cái mạch điện tử, những con mạch điện tử để nó điều khiển, tức là điều khiển cái lệnh, nó khi nó phát hiện cái dòng dò thì cái mạch điện tử nó sẽ xử lý và cấp điện cho cái dây le trong đây để nó ngắt điện cái át đấy, ngắt điện cái CV đấy. Nhưng mà trong nhiều trường hợp là cái mạch điện tử nó bị lỗi nhá, qua thời gian hoặc là do sấm sét nó đánh nó hỏng cái con mạch điện tử đấy thì nó rất là nguy hiểm, mặc dù lúc này điện nó vẫn đi qua cái át đấy, đi qua CV đấy, nhưng mà chức năng chống giật của nó lại không còn rồi đấy. Chính vì vậy là ở những cái bãi bãi hàng cũ mà người ta bán át chống giật đấy, toàn bộ người ta phải test hết đấy, những cái nào còn chạy thì người ta mua mà về người ta bán hàng cũ đấy, còn những cái không chạy người ta loại ra nhiều lắm các bạn phải đến nơi thì các bạn biết được. Thì những cái loại ra thì người ta lại bán vào giống như một cái át thông thường để chúng ta chỉ là đóng đấu vào những chỗ máy bơm hoặc là những cái thiết hoặc là cái gì đấy mà cần đến cầu giao thường đấy, thì người ta lại bán theo rồi đấy các bạn ạ. Thế còn khi mà nhiều bạn cũng bảo mình, nhiều bác mà mua của mình rồi mua bảo là đúng là làng của anh thì chưa ai dùng, anh dùng đầu tiên đấy, nhiều người thì không biết đấy, anh mà dùng thì sau đó anh sẽ giới thiệu là cho anh em người thân anh mua đấy. Chính vì vậy là bên mình là rất trân quý những khách hàng như vậy, và đồng thời mình cũng phải làm ra hàng một cách phải chuẩn chỉ đấy, thì mới có thị trường được, mới có tiêu thụ được, mới cho anh em công nhân có việc làm được các bạn. Để làm ra một cái máy móc này người ta đầu tư rất nhiều, một hệ thống công cành từ nhà xưởng mặt bằng rồi đến công nhân rồi máy móc rồi các khuôn dập đột để làm ra hình thù những cái máy như này rồi rất rất chi như là nhiều các bạn, nên là các bạn không phải là một cái máy này người ta làm rồi giống như người ta lặn cái bánh cái trái đâu, người ta bán rồi các bạn ạ, nó không có gì cả những cái máy này nữa. Và chính vì vậy nên công ty là phải rất chú trọng đến chất lượng và làm rất chi là cẩn thận, test rất chi là rõ ràng đấy, nên là máy là ghi luôn trên mặt máy là máy sử dụng 100% dây đồng này đấy. Bây giờ mình sẽ giới thiệu những cái tính năng của nó nhá, xong sau và sau đó mình sẽ nói kỹ từng tính năng một này, và cái nguồn gốc xuất xứ của máy này thì mình sẽ nói một chút ở phần sau của video đấy. Sau khi các bạn hiểu nó rồi thì mình sẽ nói về cái nhãn hiệu. Thế còn cái này nó là ấy nhá, cái này nó máy tự động ổn áp cách ly này và máy biến áp cách ly. Thì bên trong máy nó sẽ gồm có nó cách ly như thế nào, tức là trong máy sẽ gồm có hai cuộn dây, một cuộn sơ cấp và một cuộn thứ cấp. Hai cuộn này thì không hề được đấu nối sang nhau mà nó chỉ cảm ứng từ trường sang nhau. Có nghĩa khi chúng ta cấp điện vào là chúng ta cấp điện cho cuộn sơ cấp, và cuộn sơ cấp có dòng điện chạy qua cuộn dây thì xung quanh cuộn dây nó sẽ sinh ra một cái từ trường, và cuộn thứ cấp nó sẽ cảm biến được cái từ trường đó, cảm ứng được cái từ trường đó và cho ra nguồn điện tương ứng 220V để chúng ta sử dụng. Và cái từ trường và cuộn dây thì người ta ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đấy, chẳng hạn như lâm châm điện này hoặc là những cái dơ le điện đấy, nó cũng có cái từ trường đấy các bạn ạ. Và chính vì nó điện ra mình là điện cảm ứng 220V là chúng ta dùng như bình thường, nhưng nó không giật bởi vì sao, bởi vì điện lưới nó giật là bởi vì là điện lưới đất luôn luôn là mát các bạn ạ, bởi vì là từ các đường dây truyền tải mấy trăm kilo của nhà nước nhé, mấy trăm kilo người ta toàn bộ người ta truyền dây lửa nhé, dây pha, và đến cái trạm biến thế nhỏ nhất, trạm biến thế cuối cùng là chúng ta sử dụng đấy, thì người ta sẽ đấu vào cái trạm đấy, và cái trạm đấy sẽ cái điểm điểm cuối của những cái cuộn ở cái trạm đấy, người ta sẽ đấu trụm lại, đấu theo hình sao ấy, đấu trụm lại, và cái điểm trụm lại đó chính là cái dây trung tính, và người ta sẽ khoan một lỗ thật sâu, người ta đóng xuống đất đấy. Các bạn mà không để ý hoặc là các bác thợ biết ngay là
những người mà nằm chạm đấy là người ta khoan một lỗ rất sâu, người ta đóng đất và đấy chính là dây trung tính, người ta đóng sâu lắm đấy các bạn ạ. Và các nhánh dân hộ dân sử dụng đấy là cứ một đoạn người ta lại tiếp 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 đất lặp lại, người ta đóng thẳng cái dây mát, đóng thẳng cái dây mát luôn xuống đất, nên là dọc đường nhánh điện là luôn mát luôn luôn là đất. Nhà chúng ta là nên chúng ta đất đứng trên đất là chúng ta đứng đứng trên đất là chúng ta đứng luôn đứng trên dây mát đó các bạn. Nên khi mà một cái máy móc nào bị rò dây lửa, chẳng hạn một cái máy bơm hay nồi cơm rò dây lửa, thì chúng ta chỉ cần sờ vào cái máy thôi là sẽ có dòng điện chạy qua cánh tay chúng ta, qua người chúng ta và xuống chân chúng ta xuống đất. Thế là có dòng điện khép kín là chạy từ cực dương sang cực âm, thì chúng ta là một cái vật dẫn điện thì chúng ta sẽ bị giật các bạn nhé. Vật dẫn điện chúng ta bị giật, chúng ta giống như một cái tải. Chứ còn nếu mà chúng ta mà mới cầm vào cực dương, chẳng hạn sờ vào dây lửa mà chúng ta lại ngồi trên bàn trên ghế, thì chúng ta cũng không bị giật bởi vì nó không có dòng điện chạy vòng tròn. Chính vì vậy là một số bác thợ điện khoe và mình sờ điện không giật là người ta cách điện, người ta cách cách đất tốt các bạn, không có dòng điện khép kín thì không giật. Thế còn chính vì vậy người ta nghiên cứu ra một cái dòng máy cách ly này, là khi chúng ta mà cứ sờ thẳng với dây lửa nhưng mà chúng ta cứ đứng trên đất hay đứng dưới nước thì nó cũng không không giật được, bởi vì nó không có dòng điện khép kín. Lúc này đất mưa nước nó không phải là mát của cái điện cách ly này. Điện cách ly này là cả mát cả lửa nó đều cảm ứng từ trong cái máy ra, nên là chúng ta sờ vào dây lửa thì mát nó vẫn trong cái máy này, vẫn là cái dây ở cái dây bên kia, chứ chúng ta đứng trên đất nên là nó không đứng trên đất thì không có ý nghĩa gì, thì nó không có dòng điện khép kín, chúng ta không bị giật. Các bạn hiểu rồi chứ? Đấy, các bạn hiểu luôn là đấy, mình giải thích như thế. Còn các bạn chưa hiểu kỹ thì các bạn có thể tua lại hoặc là các bạn gọi cho mình để mình giải thích kỹ hơn đấy. Và chính vì vậy là chức năng đặc biệt, chức năng quan trọng nhất của nó là chức năng chống giật, bảo vệ con cái chúng ta đấy, trong nhiều trường hợp chẳng hạn như là cửa cuốn này, bình nóng lạnh này, nồi cơm rồi sạc điện thoại rồi là tủ lạnh các thứ, rồi là nhất là máy giặt nữa đấy nhá. Máy giặt vừa nóng lạnh, máy giặt nó có nhiều bạn trẻ con là nó biết chui vào lồng giặt, nó cứ nghịch giống như bố mẹ, xong là cái máy giặt nó bị chuột cắn cái thứ này, nó dò ra cái lồng giặt là rất nguy hiểm. Thì đấy, nên là các bạn mà nếu các bạn là một người chú ý an toàn, mà chúng ta lên chú ý an toàn, các bạn ở nước ngoài người ta rất chú trọng, bây giờ Việt Nam chúng ta nước đang phát triển rồi, của ăn cổ để là cũng không phải thiếu rồi, cũng là có rồi, nên chúng ta cứ mua cái máy này về chúng ta sử dụng được cả đời chúng ta, chứ chúng ta cũng không tiếc gì có mấy triệu cả. Chứ còn chúng ta nhiều lúc mua điện thoại mười mấy triệu còn mua được, rồi đồng hồ các thứ đắt tiền vậy chúng ta mua được, nên chúng ta cũng nên, nếu chúng ta mà không biết thì nói thôi, còn chúng ta biết thì chúng ta cũng nên bỏ ra một số tiền không phải là lớn. Chẳng hạn như cái máy 10 kg này và máy 7,5 kg là phổ thông, 10 kg biến áp thì nó chỉ 7,6 triệu là em bao ship tận nơi, còn ổn áp cách ly thì nó 8,5 triệu, còn cái 7,5 kg là ổn áp thì 6,8 triệu và biến áp thì là 6 triệu cũng ship tận nơi. Máy 15 là kia là máy 20 các bạn nhá. Máy 20 thì là biến áp thì là 14, còn ổn áp thì là 16. Đấy các bạn, máy 15 thì cũng có nhá. 15 thì 12,5 triệu và 10,4 triệu. Đấy thì các bạn cứ cần phải hỏi loại gì nữa, hoặc ba pha thì các bạn cứ gọi điện cho mình, hoặc các bạn không nhớ giá gọi điện cho mình nhá. Thế vừa đấy là mình giải thích rồi, bảo tại sao nó không giật là một này. Và đây là mình sẽ nói chức năng, những chức năng khác của nó này. Chức năng là chống giật là mình nói kỹ rồi nhá. Bây giờ chức năng chống sét lan truyền, bởi vì nó là gồm hai cuộn dây sơ cấp và thứ cấp, nó tách biệt nhau hoàn toàn, nó không hề đấu nối sang nhau, nên là làm sao, nên là nó lại cảm ứng sang nhau thôi, tức là nó cách biệt nhau hoàn toàn, sơ cấp và thứ cấp nó tách biệt nhau, nên là nó không sét lan truyền, nó đến cái cuộn sơ cấp thôi nó bị chặn lại, nó không nhảy sang cuộn thứ cấp, nên là nó lại bảo vệ được các đồ điện tử nhà chúng ta, chẳng hạn như tivi này, wifi, camera, quạt trần, những đồ nhạy bén sét này. Đấy, chức năng thứ hai. Và chức năng thứ ba là lọc lọc nguồn điện. Lọc nguồn điện này thì các bác chơi âm thanh audio thì chưa nói các bạn đã biết rồi. Lọc nguồn điện thì lọc những cái xung tần số cao đấy. Đấy, nhưng xung tần số cao là các bạn mà xem những video, có những video mình đã test cái độ lọc sạch của cái những cái máy cách ly này. Thì máy cách ly này khi chúng ta lọc sạch điện rồi thì chúng ta chơi âm thanh nó tiếng ra nó rất chi là hay. Trong trẻo, nó không còn những tiếng ù, tiếng rịt hoặc tiếng rít của mic nữa. Tiếng rít của mic chúng ta có cái máy này chúng ta chỉnh nó sẽ hết ngay, rất gì là dễ. Đấy, thậm chí là nhiều bác mua về nó có phản ánh lại tivi xem cũng thấy trong hơn, nét hơn. Đấy, mình thấy chính chính tay khách hàng của mình phản ánh lại phản ứng lại à, quên, phản ánh lại là như thế. Và chức năng thứ đây là ba chức năng, và chức năng thứ tư là chức năng ổn định điện ra, là lúc nào cũng chẳng hạn như cái máy ổ tự động ổn áp cách ly này, lúc nào chúng cho ra một nguồn điện an toàn, là một về một nguồn điện ổn định thăng bằng 220 để đồ điện chúng ta sử dụng đúng cái điện áp tiêu chuẩn. Chứ nhiều các bác ở đầu nguồn là nhiều lúc điện đến 240, 250 đấy, thì chúng ta sử dụng lâu dài là đồ điện nó hay bị hỏng vặt ở chỗ đấy,
hỏng bật thì nó nhiều lúc tivi hỏng bật nó còn mất, chúng ta mất rất nhiều tiền, hoặc tủ lạnh các thứ đấy vài chục triệu cũng chẳng ít gì, tủ lạnh nhiều nhà như thế. Thế còn chúng ta đây, chúng ta mà bây giờ chúng ta mà muốn test nhá, vừa lấy là mình test sơ qua cho các bạn nhìn rồi, vào giờ mình sẽ test kỹ hơn. Và bạn nào mà nhát không muốn không dám sờ thì như mình nãy mình giải thích rồi, và các bạn cứ sờ đi thoải mái, nó không có giật được đấy. Lúc đó thì cũng có shipper đứng đấy rồi, thì có, đấy là mình nói thế thôi, chứ còn các bạn còn chẳng có shipper thì chúng ta cũng thử sờ vô tư, không có giật được bởi vì mình thử hết ở nhà rồi nên mình mới ship cho các bạn được. Còn bạn nào mà sợ mà không dám sờ thì các bạn có thể là mua một con cá đấy, các bạn mà cứ tháo một con cá xuống thao nước đấy, các bạn cứ thả cái điện trích thẳng cái điện dây lửa của cái bê cách ly này vào thì con cá nó vẫn cứ ngoe ngoải lượn lờ vô tư nhá, như điện lưới thế là chết ngóm của toái luôn. Đây bây giờ mình sẽ tắt kỹ cho các bạn nhìn này, đây mình cắm một cái bóng sợi đốt 220 vào các bạn nhìn nhá. Đây điện lúc lên lúc xuống này, do là cái bên mình đang cắm cái bên biến áp cách ly thì nó không không biết đường thăng bằng điện ra. Đây mình trên đoạn dây điện đấy mình đã cố tình làm một cái đoạn dây điện cho nó hở này. Đây mình có cầm thế này thoải mái này, tay mình vẫn đang chạm đất, các bạn nhìn nhìn thấy chưa, tay đang chạm đất này. Mình té một tí nước xuống đây này cho nó ướt đi. Đấy, mình cầm thế này thoải mái, các bạn nhìn thấy chưa. Đây mình lại đo xem bên nào nó bên lửa này. À, đây là mình đang chỗ này đang bên lửa mát rồi, bên mát vào nhỉ. Đây mình bóng điện nó loá quá nhỉ, à bên mát. Bây giờ mình lộn cái phích nó lại nhé để cho nó sang bên lửa này. Mình lộn cái phích lại này. Đây đấy các bạn nhìn thấy chưa, bút điện đang đỏ nhá, cái chỗ mình lối này, mình đo lại cho các bạn nhìn này, các bạn nhìn thấy chưa, bút điện đỏ này chỗ mình lối nhá. Đây mà mình cứ cầm thế này thoải mái, đây tay mình vẫn đang dưới nước đây, cầm thế này thoải mái không mà thở nó giật các bạn ạ. Điện vẫn đang 243 V đây. Bây giờ mình sẽ test sang cả cái bên biến áp rồi nhá, bên biến áp như thế. Đây các bạn, đây ổ nào có điện nhá, mình cắm cả ba ổ cho các bạn xem này. Đấy đấy, rồi mình cứ cắm cái đinh này thoải mái này, chân mình vẫn đang đi xuống đất này, các bạn cắm đinh thoải mái. Đây mà mình cắm ra đây để mình thò cái tay xuống đất cho các bạn nhìn nhận dễ đấy, thấy chưa, mình cắm cả sang bên này, chẳng cần biết bên nào là bên lửa bên nào mát, mình cứ chọc cả hai bên này. Các bạn nhìn rõ nhất đấy, mình cắm sang bên này. Đây là mình cắm cái bếp từ này vào cho các bạn nhìn này. Đấy, cắm bếp từ này, mình bật bếp lên, bật bếp một tí là sôi ngay, bếp này khỏe lắm. Đây các bạn nhá, bếp từ nhá, đây bếp từ mà nhấc ra là nó không nhìn thấy lồi này. Đấy các bạn nhá, không thấy không có lồi nó báo lỗi ngay, chẳng để lồi vào nó lại 2.000 này các bạn ạ. Đây và bây giờ là mình cứ thả cả cái ổ điện này vào vào nước nhá. Đấy nhưng lấy video mình nói này, à trước khi thả mình hỏa tim muối vào đã. Đây mình có thêm một tí muối này, muối trắng này, các bạn nhìn chưa, mình hòa đây, mình khoáng mạnh vào để cho nó ấy, cho nó tan muối nhá. Đây, video này hơi dài này, các bạn chịu khó xem nhé. Đây mình thả một tí, thả cả xuống nước đây, các bạn thấy chưa, mình cứ xào ra này thoải mái đấy, vì mình hòa muối lên nước nó dẫn điện tốt hơn, các bạn nhìn thấy chưa, chủ cái sủi bong bóng lên đấy, cái điện nó sủi bong bóng đấy, bởi vì lúc này là điện nó đang chạy từ cầu dân trong dân. Và tại sao nó lại thả xuống nước mà nó không chập, bởi vì nước lúc này nó là tải cho các bạn nhá. Đấy nước này nó sẽ điện, dòng điện nó sẽ chạy từ cầu dân trong âm, chạy từ lỗ này sang lỗ bên kia, và nước mình ngâm trong này lâu thì nước nó chỉ nóng lên rồi, tí là nó còn sủi nước lên các bạn. Thế còn tại sao nó không giật, bởi vì lúc này là nước nó đã lối cực âm cực dương làm một rồi, nên lúc này là nước lúc này nó không khác gì là một giây, bởi vì là nó lối cực âm cực dương, chứ không phải nước chỗ này là dương và chỗ này là âm các bạn nhé, không phải chỗ này là dương chỗ này là âm. Đấy, nên chúng ta có sờ này, chúng ta giống như chúng ta sờ một giây rồi. Sờ một giây thì điện lưới thì nó giật nó chết đấy, nhưng mà điện này thì sờ một giây thoải mái, vừa nãy mình giải thích được phải không? Ôi, bóng giật rồi, xuống bóng giật thì mình phải bỏ ra ngoài, không là cứ xuống ọc ghê lắm. Đây các bạn nhìn này, nước bếp từ đang sôi rồi các bạn ạ. Đấy hôm nay là mình test các kiểu cho các bạn nhé, các bạn cứ cân nhắc mà các bạn thấy phù hợp với máy nào trong gia đình mình, hoặc là các bạn không biết thì các bạn có thể gọi cho mình tư vấn. Quên mình chưa nói với các bạn như thế này nữa, mình quên mình không bảo các bạn là đây là cái máy đây là máy đang mang nhãn hiệu là Vinatanda nhá, máy BF Kingly là sử dụng 100% dây đồng đấy. Và cái nhãn hiệu này thì đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho các bạn nhé. Đây mình có một cái giấy đăng ký nhãn hiệu cho các bạn xem này.
giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là số 448190 đấy, của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đấy, cục trưởng Đinh Hữu Phí. Có nghĩa là cái nhãn hiệu này công ty đã đăng ký bảo hộ nhá, đăng ký bảo hộ đấy, chứ không phải là không chưa đăng ký đâu. Đây bên trong này, nhãn hiệu Vinatana, giấy chứng nhận đăng ký số 448190 các bạn nhé. Đây mình bỏ giấy đăng ký nhãn hiệu sang một bên này. Còn cái giấy này là giấy bản cam kết của công ty, là công ty hàng cam kết sử dụng 100% dây đồng. Nếu các bạn phát hiện sai sự thật thì công ty sẽ đền gấp tiền gấp 10 lần giá trị sản phẩm, và có chữ ký của người đại diện pháp luật công ty. Đây trực cái văn bản này có tính pháp lý các bạn nhé, có dấu chuyện của người có chữ ký này, và đồng thời sẽ có một cái phiếu bảo hành sản phẩm. Khi các bạn mua hàng thì mình sẽ viết các bạn tên sản phẩm này, model, người mua, ngày bán, người bán, địa chỉ, số điện thoại các thứ ở đấy. Và đồng thời máy nó sẽ có cái tem QR để chúng ta tem QR này để chúng ta quét cái ấy, để chúng ta check lên cái thông tin sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ các thứ, rồi có một lớp tem phủ này, chúng ta cào ra kích hoạt bảo hiểm điện tử đấy. Công ty lớn có hệ thống bảo hiểm điện tử các bạn nhé. Còn các bạn không kích hoạt bảo hành điện tử thì cũng được, bởi vì là máy nó có số máy thống nhất hết rồi, công ty người ta biết rồi, căn cứ đó bảo hành của các bạn. Đây đây là cái CB là đóng mắt này, đây là cái đồng hồ A này, báo dòng tải, khi chúng ta dùng nhiều dùng ít thì nó sẽ lên đây. Đây đồng hồ báo điện ra, đồng hồ báo điện ra thì người ta sẽ làm bằng kim này thì để cho nó bền này, bền theo năm tháng hàng nhiều thì 10 năm sau nó vẫn không việc gì cả. Đây là cái quai bảo vệ này. Còn bên ổ nắp cách ly này thì nó sẽ đồng hồ này sẽ hiển thị hai thông số, một số là đầu điện áp vào này, và dưới là dòng tải. Đấy bây giờ mình đang chạy bất từ là 9,1A đấy. Mình đang dùng cái dây dẫn nhỏ nhỏ chạy vào đây, nó sụt áp các bạn. Đây còn đây là điện ra vẫn giữ là 220V. Đấy, do công ty trách nhiệm hữu hạn ổ áp biến áp Vinatana Việt Nam sản xuất các bạn nhá. Đấy, công ty mình thì ở địa chỉ của mình là mình ở Dã Hương, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Đấy. Nếu bạn nào ở gần thì có thể qua trực tiếp xem nhá. Có nhiều bạn là cũng trực tiếp qua tận nơi đấy, nhiều bác ở Hà Nội, Ninh Bình cũng qua đấy. Còn bạn nào xa quá thì mình có thể ship COD, ship code cho các bạn kiểm tra hàng. Rồi còn chức năng rồi là cách đấu lối của những cái máy này thì rất dễ nhá. Đây như mình quay này, đằng sau máy là bên trên là hai cọc điện vào, bên dưới là sẽ cọc điện ra là 0V 100, 0V là 220. Nếu chúng ta không dùng 100 thì là nguyên, chúng ta chỉ lấy cọc 0V là cọc 220 chúng ta sử dụng. Đấy đấu không khác gì một cái cầu ra, các bạn đấu vào chỗ cái cầu giao tổng, cái át tổng như mình đấy thì đấu lối tiếp vào nó thì nó sẽ cho nguồn điện cách ly chúng ta sử dụng an toàn. Rồi đồng thời là các bạn nào mà là thợ thì cứ gọi cho mình thì mình sẽ ấy nhá, mình sẽ gọi cho mình sẽ để cho cái giá của nhà phân phối. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.